những tưởng sẽ là sự tự hào, là niềm vinh dự đối với bất kỳ một quốc gia nào đều đăng cai. Thế nhưng, tới lúc những ngày hội qua đi, cuộc vui tới lúc tàn, mọi người mới ngồi lại với nhau, rồi tính toán, thì mới hốt hoảng nhận ra một sự thực phũ phàng. Hầu hết những quốc gia đăng cai Olympic, World Cup trong khoảng 70 năm trở lại đây đều thua lỗ nếu xét về chi phí bỏ ra ngay sau khi bế mạc. Thậm chí, không ít quốc gia vì đăng cai các ngày hội này mà phải rước về hàng tấn thảm họa về kinh tế xã hội trong nhiều năm sau đó, như Hy Lạp hay Brazil. Và rồi lại một nghịch lý nữa phát sinh khi rõ ràng là lỗ, thậm chí là lỗ kinh hoàng. Cả thế giới vẫn cứ thi nhau tìm cách đăng cai hai ngày hội lớn của thể thao. Vậy thì điều gì đã dẫn tới nghịch lý hết sức quái dị như vậy? Chào mừng đến với Battlecry khám phá. Những ví dụ đáng giật mình. Hầu hết những ai đang xem video hẳn vẫn sẽ còn ít nhiều ấn tượng về cuộc khủng hoảng nợ công kéo dài trong 10 năm, từ năm 2008 đến năm 2018 tại đất nước Hy Lạp. Nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng theo giới nghiên cứu kinh tế, ngoài cháy chậm dẫn tới sự bùng nổ của cuộc khủng hoảng này được thắp lên từ Thế vận hội Athens 2004. Năm 1997, Hy Lạp vỡ òa trong hạnh phúc khi hay tin đất nước của họ cuối cùng cũng có thể đưa được Thế vận hội trở về với cái nôi của nó. Trong cảm giác lâng lâng tự hào, quốc gia Nam Âu này đã say sưa xây dựng cơ sở vật chất và các khu dịch vụ ăn chơi để phục vụ cho các vận động viên, quan khách và cả khách du lịch, mà không biết rằng họ đã vung tay quá mức ban đầu 6 tỷ đô ngay từ giai đoạn 2000-2001, và tới khi hội tàn tiệc tàn, chính quyền Hy Lạp mới khiến cả nước tá hỏa ra khi công bố tổng chi cho Olympic đã lên tới tận 15 tỷ đô. Bộ chi Olympic cộng với việc chi tiêu không hợp lý trong những năm sau đó và quản lý công quá yếu kém, tất cả đã trở thành căn nguyên để chỉ sau đó có 4 năm, Hy Lạp chìm vào cuộc khủng hoảng nợ công kinh hoàng. Thế nhưng để nói rằng quốc gia nào trong thế kỷ 21 này ngậm trái đắng kinh hoàng nhất vì đăng cai ngày hội thể thao quốc tế thì phải kể tới Brazil. Chỉ cách nhau có 2 năm là 2014 và 2016 mà lần lượt đăng cai cả World Cup lẫn Olympic. Từ chính quyền cho tới người dân đều mơ mộng về một cuộc bứt phá. Quả thực là trong mấy năm trước thêm 2 ngày hội lớn, mọi mặt về kinh tế của nước này đều rất thăng hoa. Theo dữ liệu của World Bank, từ năm 2010 đến 2013, dù tốc độ tăng trưởng GDP của quốc gia Nam Mỹ này có giảm từ mức 7,5% xuống 3%, thế nhưng đó vẫn là một tín hiệu quá tuyệt vời khi nó chính thức thông báo rằng Brazil đã dần thoát khỏi bóng đen của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 2007-2008. Thế nhưng, niềm vui thì ngắn chẳng tay gang. Trận thảm bại 1-7 trước Cô Sê Tăng Đức không chỉ kết thúc giấc mộng nâng cúp vàng World Cup lần thứ 6, mà nó còn mở ra hàng loạt những thảm họa cho nền kinh tế quốc gia Nam Mỹ này. Năm 2014, GDP của Brazil tăng có 0,5%, với World Cup góp vào khoản lỗ lên tới 670 triệu đô. Rồi thì bước sang 2 năm 2015-2016 thì rớt xuống thê thảm khi lần lượt giảm 3,5 và 3,3%. Kéo theo đó là một cuộc khủng hoảng xã hội toàn diện. Ngay trước và trong khi Olympic Rio khai mạc, cả nước này đã nổ ra biểu tình với các khẩu hiệu Olympic hãy về nhà, tiền cho Olympic và không xu nào cho giáo dục. Tình trạng an ninh bệ rạc khiến nạn trộm cắp, băng đảng len lỏi cả vào trong làng vận động viên, khiến cho nhiều đội và vận động viên phải thuê khách sạn hoặc du thuyền bên ngoài để ở. Tổng thống Dilma Rousseff bị bãi nhiệm ngay khi mà Olympic Rio vừa bế mạc mới chỉ 10 ngày. Quá nhiều điều tồi tệ đã xảy ra, để đến tận bây giờ, khi nhắc về hai sự kiện lớn ở trên, người dân nước này chỉ biết thốt lên hai từ kinh hoàng. Ngoài ra, thế giới vẫn còn đang ghi nhận nhiều nỗi lòng khóc không thành tiếng chỉ vì chót đã mang Thế vận hội, World Cup về nước hay là thành phố của mình. Điển hình như trường hợp của Thế vận hội Montreal năm 1976, thị trưởng thành phố Jean Drapeau từng hùng hồn tuyên bố rằng Olympic mà mất tiền thì không khác nào đàn ông cũng có thể sinh con. Và kết quả là đàn ông sinh con thật. Ôi trời ơi! Quản lý quá yếu kém và chi phí khổng lồ đã khiến thành phố gánh số nợ lên tới 1,5 tỷ đô. Và phải đến tận năm 2006, tức là tận 30 năm sau, Montreal mới trả hết nợ. Hay như trường hợp mới đây của Qatar, như kiểu nhà đang cần chỗ để đốt tiền hay sao ấy, mà chi 220 tỷ đô cho World Cup. Hạch toán xong mới biết mình thu về có gần 5 tỷ đô. Chẳng khác gì phá nguyên quả núi chỉ để làm được có một cái cối đá. Quá lãng phí. Chưa kể đó, còn là việc nước này bị đủ các tổ chức nhân quyền lên án
vì đã khiến cho hơn 6.500 công nhân qua đời trong quá trình xây dựng, khiến đây trở thành kỳ World Cup đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại. Rồi còn trường hợp đen tận mạng của Olympic Tokyo 2020 đã bội trì lên tới 28 tỷ đô so với 7 tỷ dự tính thì chớ. Nhật Bản có bị bồi thêm cho một cú sốc COVID-19 và thế là phải tổ chức một kỳ vận hội vắng như chùa Bà Đành khi cấm giết không cho khán giả vào xem. Lỗ chồng lỗ toàn diện không cần phải tính toán. Nêu sơ sơ các ví dụ ở trên, hẳn mọi người cũng đã cảm nhận được phần nào sức phá hoại kinh tế ghê gớm mà các ngày hội thể thao quốc tế đã gây ra đối với các nước đăng cai. Theo các thông tin mà người viết thu thập được từ các chuyên trang và tổ chức về kinh tế có uy tín như là Eastspring Investment, New York Times hay World Bank, những con số sau đây có thể khiến mọi người phải hoảng hốt. Kể từ năm 1960 cho tới nay, ngoại trừ 5 kỳ ở Los Angeles 1984, Seoul 1988, Barcelona 1992, Bắc Kinh năm 2008 và Pyeongchang 2018, các nước đăng cai Olympic, kể cả là mùa hè hay mùa đông, đều báo lỗ ngay sau khi bế mạc. Với World Cup, kể từ năm 1950 tới nay, ngoại trừ những lần tổ chức ở Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2002, ở Đức năm 2006, ở Nga năm 2018 và trên chừng mực nào đó là ở Mỹ năm 1994. Còn lại tất cả những nước đăng cai đều xảy ra hiện tượng ung thư ví như ở trên. Trải nghiệm tóc nam hoàn toàn mới, xóa tan mệt mỏi công việc tại 30 size. Combo cắt gội 10 bước, đồng giá cả tuần chỉ 120k. Dịch vụ đẳng cấp, công nghệ đỉnh cao, combo cắt gội 10 bước chỉ 120k. Vì đâu cứ đâm đầu? Xem qua những con số trên, hẳn ai nấy trong số chúng ta cũng đều chỉ nghĩ đơn giản rằng thế thì cần quái gì phải tranh nhau, đấu thầu một cái sự kiện mà tổ chức ra chỉ có lỗ, dẹp đi cho rảnh nợ. Thế nhưng, nghịch lý lại đang xảy ra. Đó là mặc cho hầu hết những nước đăng cai các sự kiện này trước đó đều đã lỗ, thậm chí là còn lỗ nặng tới mức gây ra ảnh hưởng tiêu cực từ các khía cạnh khác như kinh tế, chính trị, xã hội. Thế nhưng, bất chấp điều này, bất cứ nước nào trên thế giới cũng đều tìm đủ mọi cách để lao vào cuộc đấu thầu cho những cuộc đốt tiền khổng lồ này. Vậy thì nguyên nhân nào giải thích cho nghịch lý này đấy? Thứ nhất, đó là nâng tầm hình ảnh và vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Đây được xem là lời giải thích thỏa đáng nhất cho nghịch lý trên. Dù biết là đốt tiền, thế nhưng với các nước chủ nhà, được đăng cai các ngày hội trên đã là một niềm tự hào rất lớn đối với mỗi người dân và là một sức mạnh mềm vô cùng đáng sợ với chính quyền sở tại. Chỉ cần nhắc tới việc được đăng cai Olympic hay World Cup, người ta lập tức sẽ có những mặc định rằng đất nước này lắm tiền nhiều của hay an ninh quốc phòng cực kỳ tốt. Từ đó thì theo tính chất bắc cầu, ít nhất là trong thời gian diễn ra giải đấu, người người nhà nhà sẽ nghĩ tới việc coi quốc gia đó là một nơi lý tưởng để du lịch hoặc lưu trú. Các doanh nghiệp cũng sẽ có ấn tượng rằng nơi đây sẽ là mảnh đất lành cho hoạt động đầu tư. Các nước trên thế giới cũng sẽ tích cực tìm cách tạo mối quan hệ với mong muốn đôi bên cùng có lợi. Chưa kể, việc đăng cai các giải đấu quốc tế này chắc chắn sẽ thu hút được sự quan tâm rất lớn từ cánh truyền thông cùng hàng triệu, hàng tỷ người theo dõi. Rõ ràng, nó là một cách cực kỳ nhanh chóng để cho các quốc gia quảng bá hình ảnh đất nước, con người với bạn bè quốc tế. Đương nhiên là tốt đẹp khoe ra, mà xấu xa thì đậy lại. Nước chủ nhà khi đó cũng sẽ phải rót cả tấn tiền để thực hiện một loạt các hoạt động nhằm cải thiện toàn diện quốc gia, như là xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ, trấn áp tội phạm, giải quyết các bất công trong xã hội, tạo ra công ăn việc làm, vân vân. Và điều này vô hình chung không chỉ cải thiện tình hình đất nước về trước mắt, nó cũng sẽ cho cả thế giới thấy rõ hình ảnh của quốc gia đó tốt thế nào để thu hút hợp tác đầu tư trong tương lai xa hơn. Về điều này thì Nam Phi có thể được coi là một trong những ví dụ trực quan nhất. Dù theo hạch toán kinh tế, kỳ World Cup 2010 tại quốc gia cực nam của châu Phi này lỗ rất nặng, chi tổng cộng là hơn 4 tỷ đô, nhưng thu về được có 510 triệu đô, thấp hơn rất nhiều so với mức dự báo khoảng 900 triệu đô. Chưa kể là tăng trưởng kinh tế của Nam Phi sau đó cũng chậm lại từ 4,6% trong quý 1 xuống 3,2% và 2,6% trong hai quý cuối cùng. Thế nhưng, điều quý báu nhất mà nó tạo ra với Nam Phi là giúp nội lực của quốc gia này thực tế lại phát huy toàn diện và thần tốc. Từ một nước mà khi nhắc tới tên, người ta chỉ nghĩ tới nạn phân biệt chủng tộc Apartheid và vị tổng thống anh hùng Nelson Mandela. Thế nhưng, nhờ có World Cup, cả thế giới đã biết tới Nam Phi với những góc nhìn tích cực hơn rất nhiều.
một quốc gia hiếm hoi ở châu Phi, có nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ và còn vô vàn tiềm năng chính trị, xã hội tương đối ổn định so với một tổng thể lục địa đen vốn đầy rẫy bất ổn. Tất cả chúng đã trở thành tiền đề để kinh tế Nam Phi trong những năm sau đó luôn tăng trưởng đều đặn trong khoảng từ 1,3 đến 3,2% nhờ có thêm nhiều bản hợp đồng hợp tác với các quốc gia và tập đoàn đa quốc gia. Quan trọng hơn hết, đây đã trở thành cú hích bồi thêm để Nam Phi bứt phá, trở thành một trong những quốc gia đang phát triển, có tiếng nói ngày một mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế. Thậm chí, họ còn là nước đứng trong hàng ngũ BRICS để thách thức với trật tự do G7 lập ra trong ngót nghét 48 năm qua. Thứ hai, vì khoản lãi kinh tế trước mắt có thể đặt cược. Nghe thì hết sức mâu thuẫn khi ở trên mình vừa nói rằng tổ chức các ngày hội này toàn lỗ. Thế nhưng, như mình đã nói, con số chỉ là hầu hết. Chứ trên thực tế ra thì có một số nước đăng cai các giải đấu này vẫn thu được về lãi ngay sau khi bế mạc. Ví dụ như kỳ World Cup 2006, các nhà kinh tế Đức đã mở bia ăn mừng khi mà tính toán rằng nước họ đã thu về khoản lợi nhuận là 8,1 tỷ đô. Hay như kỳ 2002, Nhật Hàn cũng đã chia nhau khoản lợi nhuận là 4,3 tỷ đô. Thậm chí, đến cả Olympic, thứ bị cho là gây lỗ nhiều nhất, gây lỗ triển miên nhất, thì vẫn có một kỳ ăn nên làm ra của Trung Quốc vào năm 2008 với khoản lãi hơn 1 tỷ nhân dân tệ, tương đương 146 triệu đô. Từ các ví dụ trên, một số quốc gia tự tin về năng lực vẫn tìm cách đăng cai để có thể thu được nguồn tiền ngay trước mắt trong ngắn hạn. Dĩ nhiên, để được ăn nhanh lãi dài như vậy thì điều kiện cần của những nước trên là đều phải có hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện từ rất lâu về trước, có nền kinh tế phát triển để sẵn sàng nhận trái đắng, và nhất là có một nền tảng dự toán có chiều sâu về các vấn đề có liên quan. Và hiển nhiên, các nước được nêu tên đều là những cường quốc của cả ba yếu tố trên, nên khi đăng cai các giải đấu này, họ đều có lãi. Thứ ba, vì những lợi ích cho nội tại quốc gia. Cũng không phải vô cớ mà thế giới đã đặt ra thuật ngữ hiệu ứng Barcelona để nói tới việc thành phố hay thậm chí là quốc gia khởi sắc hoàn toàn sau khi đăng cai một sự kiện có tầm quốc tế. Năm 1992, thành phố Barcelona của Tây Ban Nha được đăng cai Olympic mùa hè. Cũng nhờ có sự kiện này, Barcelona được đầu tư hàng tỷ đô vào cơ sở hạ tầng về quản trị xã hội. Sau khi Olympic kết thúc, Barcelona đã cất cánh trên đường băng, từ chỗ là một trong những thành phố trì trệ, an ninh thì phức tạp, mà trở thành một trong những trung tâm kinh tế tài chính lớn của Tây Ban Nha và vùng bán đảo Iberia mà chúng ta đang thấy. Và thực tế chứng minh, cũng không chỉ là có Barca, nhiều địa phương hay cả những quốc gia khác cũng nhờ đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế ở trên mà đã thay ra đổi thịt, không chỉ trên phương diện kinh tế. Đơn cử mới gần đây nhất là Thế vận hội mùa đông tại Pyeongchang, Hàn Quốc năm 2018. Căn cứ từ các vết xe đổ tại Hy Lạp và Brazil, ban tổ chức đã đưa ra phương án chỉ xây dựng kiên cố những thứ mà sau này có thể tái sử dụng được. Căn cứ theo đó, sân vận động nơi tổ chức lễ bế mạc và khai mạc sẽ chỉ là công trình xây dựng tạm thời. Sau khi Olympic kết thúc thì sẽ cho phá bỏ. Làng vận động viên mới là công trình được xây dựng khang trang, để sau khi Olympic kết thúc thì sẽ được tu sửa lại thành khu chung cư phục vụ cho ngành bất động sản. Các sân thi đấu thì cũng được tính toán để sau khi kết thúc, một số trở thành các sân thể thao công cộng, khuyến khích người dân Hàn Quốc tham gia vào các hoạt động thể thao mùa đông. Một số thì lại trở thành sân huấn luyện cho các vận động viên quốc gia. Kết quả cuối cùng đó là sau khi bế mạc, Olympic Pyeongchang lãi 55 triệu đô. Khu chung cư thì hoán cải từ làng Olympic thì trở nên đắt hàng nhất Hàn Quốc, nhờ sau đó có một đường cao tốc Seoul mở ngay kề cạnh. Một phần lớn trong số khoảng 60.000 nhân công và tình nguyện viên sau đó vẫn giữ được công việc hoặc là sớm có công việc thay thế. Và quan trọng hơn hết, việc có một kỳ thế vận hội hoàn hảo trong mọi khâu, từ lên kế hoạch tới tổ chức, đã tạo nên một sự tự hào rất lớn trong đời sống người dân Hàn Quốc. Điều mà Olympic Athens hay Olympic Rio trước đó và sau này là Tokyo đều không có được. Rõ ràng là nếu xây dựng được hệ thống chiến lược bài bản, tính toán chi li được đến từng khía cạnh một, thì khi nhận lãnh vinh dự đăng cai các ngày hội thể thao, nó sẽ lập tức trở thành dịp để các nước giải quyết vô số các vấn đề nội tại. Dễ thấy nhất sẽ nằm trong ba mảng, đó là cơ sở hạ tầng, an ninh và kinh tế. Nếu giải quyết tốt, cộng với việc đất nước được nâng tầm trên trường quốc tế như mình đã nêu ở trên, đây sẽ trở thành tiền đề để các nước cất cánh ngày trước và sau ngày hội. Nhờ đó mà những khoản lỗ ngay sau khi bế mạc sẽ dần dần được giải quyết
nhờ sự phát triển kinh tế, có tính cộng hưởng về sau. Lại lấy ví dụ về Nam Phi, dù vừa nêu ở trên là bị lỗ nặng ngay sau khi bế mạc, thế nhưng nhờ những dư âm ở giải đấu để lại, kinh tế Nam Phi trong năm 2010 vẫn có nhiều khoản bù lỗ trong các ngành du lịch, may mặc và sản xuất. Để khi kết thúc năm, số tiền kiếm được có liên quan tới World Cup của họ cũng đạt tới 5,6 tỷ đô. Không chỉ hòa vốn, mà thực tế là còn có khoản lợi nhuận là 1,6 tỷ đô. Nhưng rồi thế giới cũng đã biết sợ. Mặc dù rõ ràng là vẫn có những ngày hội thể thao của hành tinh, mà thành phố hay nước đăng cai vẫn có lãi, thậm chí là lãi dày sau khi bế mạc. Kèm theo đó là sự thay đổi có chiều hướng tích cực về mọi mặt đời sống. Thế nhưng, những tấm gương lỗ toàn diện trong các năm gần đây tại Hy Lạp, Brazil hay Nhật Bản, và nhất là Qatar, cũng đã dần khiến các nước phải hãi hùng. Kéo theo đó là những hiện tượng vô cùng buồn, thậm chí là có phần quái dị. Olympic mùa hè thì ngày càng chứng kiến những đợt đấu thầu có số thành phố ứng cử ít dần đều. Nếu vào năm 2004, có số thành phố lọt vào tới vòng đấu thầu cuối cùng lên tới 11 thành phố, thì sang kỳ 2008 đã giảm xuống còn 10, kỳ 2012 là 9, kỳ 2016 là 7, đến kỳ 2020, con số đã tụt xuống còn 6 thành phố, và 3 kỳ tiếp theo, 2024, 2028 và 2032 thì chạm đáy tới mức là 3 thành phố, chỉ có Paris, Los Angeles và Brisbane còn được Ủy ban Olympic cho phép tự bàn với nhau để chọn năm đăng cai Olympic cho mình. Ngay cả bản thân thủ đô Paris, thủ đô của nước Pháp, nước sắp sửa tổ chức Olympic vào tháng 7 và tháng 8 mới đây, dù đã trấn an dư luận rằng nước này sẽ có khoản lợi nhuận từ 7,2 đến 11,1 tỷ euro. Thế nhưng, hàng loạt những diễn biến bất thường như biểu tình quy mô lớn của nông dân, chiến tranh Nga-Ukraine, hay ngay trong nội bộ ban tổ chức còn bị cảnh sát chống tham nhũng tới hỏi thăm, rồi thì buộc phải cắt giảm số khán giả tới tham dự lễ khai mạc. Khả năng lại thêm một kỳ Olympic lỗ chồng lỗ lại tới rất gần. Cứ để xảy ra những tiền lệ xấu như thế này thì bảo sao chẳng có nước nào dám đăng cai Olympic nữa. Còn World Cup thì từ tiền lệ kỳ World Cup 2002 tại Nhật Hàn và sắp tới đây là kỳ World Cup 2026 tại ba nước là Mỹ, Canada và Mexico, tình trạng các nước tìm cách liên minh với nhau hòng mong san sẻ gánh nặng kinh tế hạ tầng đã xảy ra và ngày càng trở nên oái oăm hơn. Cũng mới đây thôi, kỳ World Cup 2030 đã chứng kiến một kết quả là vô cùng khó hiểu khi có tận 6 quốc gia là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Maroc, Uruguay, Argentina và Paraguay ở tận 3 châu lục là Âu, Phi, Mỹ được đăng cai giải đấu. Từ mấy tiền lệ này, các nước đang phát triển, thậm chí là những nước nghèo cũng đua nhau lập liên minh để xin đăng cai. Kỳ World Cup 2034 đã chứng kiến một hậu quả đau lòng khi có tới 3 liên minh là khối ASEAN, khối Australia, New Zealand, Indonesia, Malaysia, Singapore và khối Uzbekistan, Kazakhstan xin đăng cai. Có vẻ như đến thời điểm này, sau khi chứng kiến không ít kỳ World Cup, Olympic thua lỗ và thất bại toàn tập tới mức ảnh hưởng cả vào vận mệnh quốc gia, nhiều nước cũng đã biết sợ mà phải tính tới đủ trò để tối ưu hóa tiềm lực của đất nước. Thậm chí là còn tìm tới cả giải pháp cực đoan nhất là rút lui, từ chối đấu thầu dù đã được chào mời.